Xin chào tất cả anh em cần thủ đã mừng các tùm tổ quốc. Hôm nay tục đây là một clip gồm 10 càng câu nha anh em. 10 càng câu này 10 càng câu tay, hàng chuyên cho anh em câu suối, câu phi, câu cá rô đồng. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không clip lên á thì sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đây là cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em đang cho mọi người là một cây cần carbon pha nha anh em. Đó. Thì dạng cây này thì dài 3m6 thôi, dạng chuyên cho anh em câu rô. Câu giết, câu rô phi nha mọi người. Đó. Thì còn đầu chụp luôn, ngoại hình thì còn mới nha mọi người, ngoại hình còn mới. Để đóng cho anh em xem, ngoại hình thì không có xuất sắc hết, dạng carbon pha đây, nó quẳng trắng quăng của carbon nè mọi người. Càng đẹp nha mọi người, càng đẹp. Thì cái này dài 3m6, nặng là 150g. Để xem, nặng 150g. Đọt 0.7 nha mọi người, đọt 0.7 độ cứng ra tầm khoảng 2H. Đọt là đọt sợi tinh nha anh em, đọt sợi tinh đây. Sợi tinh đặt. Thì cái này thu gọn là 57 cm nha anh em. Thu gọn 57 cm. Góc của nó là 19 nha mọi người, góc 19. Rồi, giá cây số 1 giá là 400 nha. Đó, cây số 1 giá 400. Ngoại hình đẹp nha anh em. Đó, giá 400 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em đưa cho người là một cây hàng thương hiệu nội địa. Đó. Cây Tokuda. Đúng rồi, hàng carbon nè, hàng carbon cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì cây này dài 3m6. Nặng là 82g, đọt 0.7. Thì cái này đọt cứng ra tầm khoảng 1h5 đến 2h nha anh em. Đó, thu gọn 55 cm. Góc là 15 nha anh em, góc của nó là 15. Giá là 700 nha mọi người. Cây này ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Dạng này thì anh chuyên cho anh em câu suối nha. Câu suối, không thôi anh em câu cá giết, cá phi. Đó. Đây, carbon là khỏi chê. Đó. Nè, đó. Chất liệu carbon nè. Mới nha mọi người. Đó, cực kỳ mới luôn. Hàng nguyên zin nha. Nguyên zin. Không độ chế gì hết. Rồi, giá công khai cây số 2, giá vẫn là 700 nha nè, 700 cây số 2. Tiếp theo cây số 3, thì cây số 3 em lên cho người vẫn là một cây Tokuda. Thì cái này dài 4m nha nè, dài 4m. Vẫn cây này nó có xước sát một tí nha, xước sát một tí. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon, có đầu nấm chập nè. Thì cây này nặng là 100g, dài 4m, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 1H5 đến 2H. Thu gọn là 55 cm. Gốc của nó là 17 nha nè, gốc 17. Giá công khai vẫn là 700 luôn. Đó, cây số 3 700 cộng ship. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Đó. Mấy cây này thì carbon sẵn rồi, khỏi bàn. Đẹp đẽ sạch sẽ luôn mọi người. Đây, đó. Đoạn trên em câu cá rô, cá giết, câu suối. Đó, câu giải trí. Carbon nha anh em, carbon sáng đẹp nha. Đó. Đẹp đẽ sạch sẽ. Rồi, giá công khai cây số 3, giá vẫn là 700 nha anh em. Giá 700 cây số 3. Tiếp theo em lên cho người là một cây số 6. Thì cây số 6 này là một cây quẳng một hàng nội địa nha anh em. Đây. Carbon, chất liệu này là liệu carbon. Đó. Thì cái này không có đầu chụp nè. Cái này dài 5m4 nhưng mà chiều dài em đo á, em đo thiệt nó là nó rơi tầm khoảng 5m25 thôi nha mọi người. Đó. Nặng là 145g. Góc đọt là 0.5. Cái này độ cứng ra tầm khoảng 1H5 nha anh em, 1H5. Góc là 18. Thu gọn là 64 cm, giá công khai số 6 giá là 500. Chất liệu carbon nha anh em, đó, hàng nội địa. Cái này thì ngoại hình xuất sắc nha anh em, ngoại hình xuất sắc. Cần sao thì em báo anh em vậy. Đây, ngoại hình xuất sắc nha. Dạng này quề cho anh em câu cứ gô cái giết nha. Đó. Còn là chất liệu carbon, khỏi chê. Đó. Góc trong đây cũng quề. Đó. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 6, giá là 500 nha nè, 500 cộng ship. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây thương hiệu của Gilby. Đây nè, Suzumi. Cây này cây của Suzumi nha mọi người. Mất tiêu cái tên rồi. Đây nè, Suzumi. Đó.
Cây này hàng của Korea xuất nhập Việt Nam, hàng của Hàn Quốc xuất nhập đây, mà có tem đầy đủ, có nút chụp luôn. Đó, cây này ngoại hình tương đối sạch sẽ mới nha mọi người. Chất liệu là liệu carbon, pencil carbon, đó, carbon đặc biệt. Thì cây này dài 4m5 nha anh em, dài 4m5, chi cho anh em câu gô viết chép. Thì cái này nặng là 135g, dài 4m5, đọt 0.7, độ cứng ra tầm khoảng 1H gửi đến 2H. Thu gọn 55cm. Rồi, cây số 7 giá công khai là 800 nha anh em. 800. Gốc của nó là 21 nha. Gốc 21. Chất liệu là liệu carbon. Cần nói chung là tương đối sạch sẽ nha. Đó, tương đối sạch sẽ mới. Rất là ok luôn nha. Đầu cần chụp ok hết nha mọi người. Không lỗi. Rồi cho mình em cởi chồng. Đây, đó. Xin tươi nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 7 giá là 800 nha anh em. 800. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 nên cho mọi người một cây tai kẹt. Em đọc không biết đúng không nữa. Thì cái này hàng nội địa nha anh em. Em lấy từ thị trường Nhật về. Chất liệu là liệu carbon. Nó được cái nó dài 5m, dài 6m3 nha anh em, dài 6m3. Lóng ngắn dài 6m3 là dạng bự rồi đó. Thì cây này nặng là 341g, dài 6m3, đọt là 0.7, độ cứng là tầm khoảng 1H5 đến 2H, thu gọn là 55cm. Rồi, gốc của nó là 32 nha anh em, gốc 32. Rồi, cây số 8 giá là 700. Chất liệu cũng là chất liệu carbon nè, ngoại hình tương đối mới sạch sẽ. Đây nghe soi cho anh em. Được cái là cái này nó lóng nó bự, khó cầm một tí. Đó, carbon nè. Đó, bắn tiếp luôn á. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, carbon. Sẵn là sẵn gần guốc luôn. Đó. Đây. Đó. Sẵn là hết nước chấm như này. Đẹp nha mọi người. Soi kỹ cho anh em xem. Đó. Đầu lóng thì ok hết nha anh em, không lỗi nha. Anh em về kiểm tra, lỗi báo em nhận lại nha. Phôi carbon. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 700 nha anh em. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 là một hàng trưng bày, hàng còn hộp luôn, còn hộp, còn túi, còn sách luôn. Thì dòng này là một dòng cần của China xuất nhập nha anh em. Đó, dòng China xuất nhập. Thì cây này 5m4 nha anh em, 5m4. Đây, thông số nó đây. Đó. Thì cái này 5m4, tổng cộng là 12 lóng, thu gọn 56cm. Cái này nặng là 220g, đọt 0.7, độ cứng cây này ra tầm khoảng 1H gửi đến 2H nha. Gốc là 25, thành phần carbon, hàng của China xuất nhập. Cái này còn túi, còn sách luôn nha mọi người. Đó. Rất là mới luôn, chưa qua sử dụng, hàng trưng bày. Thì dạng này về anh em câu gô, câu viết, câu cá suối, thoải mái, câu chép cũng được. Và anh em đến chép cảm giác á, hết chê luôn á. Thôi dạng phôi carbon nha, ngoại hình đẹp nha mọi người. Đó. Không dứt xước gì lớn hết. Đó. Đây, dạng carbon họ sơn nè, đó, thấy không? Sắn vẫn sắn như này, vẫn thấy quýt sắn nha. Rồi, giá công khai cây số số 9 giá là 700 nha anh em. 700 đây nó sẵn nha anh em. Đó. Giá ông cây số 9 là 700. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 cũng vậy. Cây số 10 là full túi nha mọi người. Đó, full túi dài 4m5. Thì hàng trưng bày chưa qua sử dụng, còn túi luôn. Thì cây này dài 4m5, 10 lóng, thu gọn là 56cm. Đọt nặng là 150g, đọt là 0.7, độ cứng ra tầm 1H gửi đến 2H. Gốc là 21.5 nha mọi người. Carbon, hàng China xuất nhập, mã có tem đầy đủ nha. Thì vẫn vậy thôi, cái này ngoại hình tương đối sạch sẽ. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh soi từ gốc cho anh em xem luôn nha. Đó. Hàng đẹp nha mọi người. Hàng carbon nha. Beta Pixin. Lấy mấy cái góc trên này đi, soi cho anh em xem.
Đây này. Đó. Đẹp chứ mọi người. Đó. Không biết xước, không biết chạy gì hết. Rồi, giá công khai cái số mực, giá vẫn là 700 nha anh em. Rồi, nếu anh em cần cái nào báo em chụp hình cận cảnh. Rồi, không thôi anh em có thể liên hệ với số điện thoại em để trên góc màn hình. Rồi, cảm ơn anh em nhé.